thì cao điểm nhất là một người hơn tạ. Tiền thì tính ra nếu mà tươi thì khoảng được 30.000 cân. Được 5-700 triệu. Ngày nào nó cũng có, theo con nước, nước trong nó vô bờ, ngư dân ta lấy được. Con nước xấu, gấu, nó nổi trên, là theo ngư dân của là tàu thuyền, họ té. Đó, hai loài đánh bắt, một loài đánh bắt trong bờ và một loài đánh bắt ngoài khơi. Nói chung mấy hôm nay là cứ một người mà đi ai mà may mắn giỏi thì được bằng vài yên, có người được vài tạ, có người được tạ.